đi giải bài tập chương 1, bài tập 1.4, cho A và B là hai biến cố trong cùng một cái không gian xác suất. Ở đây cái không gian xác suất có nghĩa là cái không gian mẫu của phép thử nó có gắn thêm một cái xác suất vô đó, mình hiểu đại khái như thế. Thì ở đây nó cho xác suất biến cố A là 5 phần 8 nè, xác suất của biến cố B là bằng 1 phần 2, và xác suất của biến cố A do B, tức là AB cùng xảy ra, đó là bằng 1 phần 4. Và ở câu A thì nó yêu cầu tính xác suất của biến cố A hợp B, đúng không? Ở câu B là nó yêu cầu tính xác suất của biến cố A hợp với B ngang. Ở câu C là nó yêu cầu tính xác suất là cả AB đều không xảy ra. Câu D thì yêu cầu tính xác suất của biến cố A và B không xảy ra đồng thời. Câu E là yêu cầu tính xác suất là chỉ có biến cố A xảy ra. Và câu F là yêu cầu tính xác suất chỉ có một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra. Mình lời giải như sao? Đầu tiên là mình giải câu A nè. Thì ở đây là mình tính xác suất của biến cố A hợp B, thì ở đây thì mình chỉ cần tính áp dụng công thức cộng xác suất là được. Thì em nhớ công thức cộng xác suất tức là xác suất của biến cố A hợp B bằng xác suất biến cố A cộng xác suất biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A do B. Mình thế số vô. Thế số vô 5 phần 8 nè, cộng cho 1 phần 2 nè, trừ cho 1 phần 4, thì nó ra là 7 phần 8 nha. Này mình bấm máy tính nha. Còn ở câu B thì mình cũng áp dụng công thức cộng xác suất theo A hợp B ngang. Đó. Xác suất của biến cố A hợp B ngang thì bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố B ngang rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B ngang. Và mình biết đó là cái A giao B ngang này đó, A giao B ngang này nó chính là cái A trừ B, đúng không? Đấy, còn xác suất của biến cố B ngang thì mình thay bằng một trừ cho xác suất của biến cố B đó. Còn xác suất của biến cố A B ngang đó thì nó sẽ bằng xác suất biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B. Thì cái này các em coi là cái công thức xác suất ha, cái chỗ tính chất đó. Như vậy thì khi mà mình thế vô thì mình thấy ở đây là nó có BA trừ BA mắc nè đó. Vậy thì nó còn lại là 1 trừ cho là BB rồi là cộng cho BAB, sau đó mình thế số vô, thấy không? Thế số vô thì nó còn 3 phần 4. Tiếp theo ở câu C đó thì mình ở đây để cho dễ tính toán thì mình gọi cái biến cố này nó chính là biến cố C đi, thấy không? Cả A và B đều không xảy ra, tức là mình sẽ có biến cố C. Biến cố C thì nó sẽ bằng A ngang giao với B ngang, thấy không? Cả AB đều không xảy ra. Cho nên là và theo luật luật đời một răng đó thì cả AB đều không xảy ra, có nghĩa là không có biến cố nào xảy ra, thì nó là biến cố đối của biến cố có ít nhất một biến cố xảy ra, tức là nó là biến cố đối của biến cố A hợp B ha, tức là nó là bằng A hợp B tất cả lấy biến cố đối đấy. Thì do đó thì mình sẽ có xác suất của biến cố B đó nó sẽ bằng một trừ đi cho xác suất của biến cố, xin lỗi, xác suất của biến cố C đó nó bằng một trừ đi cho xác suất của biến cố A hợp B. Và biến cố A hợp B thì mình tính ở câu A rồi, mình thế xuống thì cái xác suất của biến cố C này đó là bằng 1 phần 8. Ở câu D thì mình gọi là D là biến cố AB không xảy ra đồng thời. Không xảy ra đồng thời tức là AB xảy ra đồng thời rồi, cái đầu là mình lấy biến cố đối của nó, tức là biến cố D nó sẽ bằng biến cố đối của biến cố A cho B đó. Thì lúc này thì nó sẽ bằng một xác suất của biến cố D nó sẽ bằng một trừ đi cho xác suất của biến cố A do B thôi, mà A do B nó bằng xác suất bằng 1/4, đúng không? Cái đề nó cho nè, cái đề nó cho 1/4, cho nên là xác suất của biến cố D nó sẽ bằng 3/4. Rồi tương tự mình giải câu E, câu E thì mình gọi E là biến cố chỉ có A xảy ra. Vậy thì E rõ ràng E nó sẽ bằng A giao với B ngang, tức là A xảy ra và B không xảy ra. Thì cái này mình áp dụng công thức xác suất của biến cố A trừ B đó, A trừ B thì bằng xác suất biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B, thì cái này nó ra bằng 3 phần 8. Rồi câu F là chỉ có một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra, thì cái F nó sẽ bằng A giao B,
A giao B ngang hoặc là gì? Hoặc là A ngang giao B. Tức là A trừ B hoặc B trừ A. Thì mình có thể sử dụng công thức này. Xác suất biến cố F thì nó sẽ bằng tổng xác suất của hai biến cố này. Đó, nhưng mà AB ngang đó thì bằng BA trừ cho BAB. Thấy không? Còn xác suất của biến cố A ngang B thì nó bằng BB trừ cho B xác suất của biến cố A giao B. Như vậy thì cái này bằng 5/8 trừ 1/4 cộng 1/2 trừ 1/4. Thì cuối cùng là nó ra là 5/8 luôn. Đấy, thì trên đây thầy hướng dẫn giải cái bài tập 1.4 ở chương 1 thôi các em.